picture at the hotel, but I'm going to see what I can do. I'm going to go down to the quá. Thế là anh người nước ngoài khen người Việt Nam nói tiếng Việt hay quá, bằng tiếng Việt Nam thôi quý vị. Dạ. Kính xin chào các quý ông bà các bác đã quay trở lại với kênh Lang Thang Nha Trang. Dạ thì hôm nay là một buổi sáng thứ bảy vô cùng là náo nhiệt, vô cùng là nhộn nhịp tại thành phố Nha Trang này. Dạ thì hôm nay là video đầu tiên của con là Nha Trang Lang Thang con á, là nếu như mà quý vị ông bà các bác thấy hay thì con có thể sẽ làm tiếp tục những cái video như thế này. Dạ, còn kia là mẹ của con đang bán cà phê cho khách. Ngay dậy sớm phụ mẹ bán cà phê hả? Dạ. Dạ thì con cũng mới dậy được khoảng 15 phút thôi. Quý vị và các bác. Dạ thì hôm nay là một sáng thứ bảy rất rất là nhộn nhịp tại cái con hẻm nhà của con. Quý vị có thể thấy là khách du lịch đi ra đi vào rất rất là đông. Xe cộ đi ra đi vào rất rất là náo nhiệt. Dạ thì quý vị cũng có thể thấy là rất nhiều khách du lịch đang check out để đi ra một cái địa điểm du lịch mới. Có vẻ là sáng thứ bảy hôm nay là đường phố trong xóm của con khá là náo nhiệt. Có thể là rất nhiều người cũng đang đi ra biển với cái ý định là có thể là họ có thể tắm biển Nha Trang vào buổi sáng. Quý vị có thể thấy ở bên đây là khách đang check out và đợi xe. Rất là đông ở hai bên đường. Ngoài quảng trường là nó cũng đang tổ chức cái lễ hội Drone Line. Ở phía bên đây là các hàng quán bán rất là đông khách. Alo. Giờ con sẽ quay trở lại trong hẻm của con để giới thiệu thêm một số vào buổi sáng ngày hôm nay khi mà phụ mẹ bán cà phê của con. Dạ và con cũng không ngờ luôn á là
là hồi nãy là có một cái người khách Tây họ uống cà phê ở chỗ con, và ông ấy có vẻ là nói tiếng Việt rất là chuẩn. Kẹt xe rồi thưa quý vị. Dạ, để có vẻ là sáng thứ bảy hôm nay trong số của con khá là náo nhiệt hơn mọi ngày. Chào mẹ. Mẹ đang làm cà phê hả? Đúng rồi, mẹ đang làm cà phê đen, cà phê đá cho khách. Dạ. Đây hồi đó đông không con? Dạ. Đông lắm không? Dạ. Khách đang check out để đi và đợi những cái chuyến xe rất là đông. Xe tắt đường hàng dài luôn kìa. Hôm nay nhanh. Dạ thì quý vị có thể thấy là hôm nay là có khá nhiều ô tô vào sớm của con, tắt đường luôn thưa quý vị. Có thể là các nhân viên của khách sạn đang chạy đôn chạy đáo để tách hành lý cho khách. Rất là náo nhiệt thương. Quý vị. Thì phía hai bên đường là rất nhiều những cái khách sạn mọc lên. Có vẻ là ở đằng xa kia là xe khách cũng đã đến chở những cái hành khách đang muốn check out. Rất là náo nhiệt thưa quý vị. Quý vị có thể thấy là khách đang check out rất là đông. Những chiếc xe taxi thì tranh nhau để đón những cái lượt khách, có thể là họ đang đi về sân bay hay là về ga Nha Trang để di chuyển đến địa điểm du lịch tiếp theo, hay là trở về quê của họ. Rất nhiều khách từ nước ngoài thưa quý vị. Những chiếc xe taxi thì tranh nhau để đón những cái lượt khách. Có thể là những cái nhân viên khách sạn đang bưng hành lý ra cho khách. Quý vị có thể thấy thì xe đang tắt đường hàng dài và xe đang tắt đường hàng dài về những chiếc xe taxi. Thank you.
phía bên hai đường là những cái hàng quán mỹ nghệ và những cái chỗ gọi đầu spa. Có vẻ hôm nay là quán của cô Hạnh để nghỉ bán rồi thưa quý vị. Như con là con cực kỳ thích ăn sáng ở quán của cô Hạnh. Nhưng mà lâu thiệt là lâu thiệt, ba mẹ mới cho con ăn một lần. Tắt đường này thưa quý vị. Rất nhiều chiếc xe taxi hay là những chiếc xe ô tô của những người ở đây. Những nhân viên khách sạn thì đang cố gắng để có thể là họ đang cố gắng để điều chế giao thông, còn cũng không biết. Khách đang check out rất rất là đông. Có thể là trong những ngày gần đây thì sớm có con đã đón những lượt khách lên nước ngoài cũng khá là đông, và những cái hàng quán hay là những cái quán nước của mẹ của con thì cũng lên khách. Phía bên hai đường là những cái hàng quán bán cà phê, nước ép, rồi bán những cái đồ cho khách du lịch, và cũng có những tiệm tạp hóa. Rất nhiều chiếc xe rất nhiều những cái chuyến xe khách và những chiếc xe taxi đang rất là nhiều, rất rất là náo nhiệt thưa quý vị. Con sẽ đi một vòng ra biển để giới thiệu về cảnh biển và buổi sáng của Nha Trang. Rất nhiều những cái lượt khách đang di chuyển ra biển để tận hưởng một buổi sáng thứ bảy tại biển Nha Trang này. Và những cái thời điểm buổi sáng này thì những chiếc xe khách thì đang chạy rất rất là nhiều. Và đường Trần Phú, quý vị có thể thấy thì bên kia là hội thi bay drone line của thành phố Nha Trang sẽ diễn ra vào tối thứ bảy ngày hôm nay. Có thể là tối nay lại chắc là con phải ngủ khuya để con xem online quá. Đường phố thì gọi là kỳ đông đúc và náo nhiệt. Bên kia là tháp Chàm Hương. Giờ thì con đang
băng qua đường thưa quý vị. Dạ thì ở đây là họ có thể là đang chặn đường để có thể thực hiện một cái buổi lễ bay drone online rất rất là bự thưa quý vị. Tôi không biết nữa, nhưng mà nếu như mà có thể là lễ hội bay drone online này là của toàn thế giới, và lần này họ có thể được tổ chức tại Việt Nam. Lúc trước ở đây là có một cái lễ hội chơi bài chòi, nhưng mà có vẻ là họ đã dọn xuống dưới kia rồi thưa quý vị. Con thì con cũng mới ngủ dậy được 15 phút thôi. Đây là một cảnh biển buổi sáng ở Nha Trang thưa quý vị. Quý vị có thể thấy là buổi sáng hôm nay là khách có thể là đi tắm biển rất là đông, nhưng mà nó như mà so với buổi sáng chủ nhật thì có vẻ là khách vẫn chưa được đông mấy. Tắm biển gì thưa quý vị, cực kỳ là đẹp. Nếu như mà nãy con dậy sớm hơn thì con có thể quay cho quý vị cảnh bình bình minh buổi sáng rất là đẹp thưa quý vị. Con nhớ thì tầm 2-3 năm trước gì đó thì con cũng có một cái kênh là Thằng Ba Vlog, và con cũng đã từng đi tắm biển và đón bình minh với những người bạn của con. Cảnh biển rất là đẹp thưa quý vị. Có rất nhiều những cái tòa nhà cao ốc trong thành phố Nha Trang mình. Những lượt khách và những cái chiếc ghế rất rất là đông đúc. Vậy thì con sẽ di chuyển về lại nhà của con. Có thể là ba của con cũng đã mua đồ ăn sáng và quay trở về nhà. Lễ hội bay drone live của kia thì sẽ tổ chức vào tối của ngày hôm nay. Con thì vào trong những ngày hôm nay thì con rất mong ngóng tới 2 giờ sáng vào ngày 2 giờ sáng của giờ Việt Nam vào ngày 15 tháng 7. Đó là giờ mà kiểu họ tổ chức chung kết Euro giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Tây Ban Nha. Thì theo khách quan của theo ý kiến khách quan của con thì con khá thích đội tuyển Anh, nhưng mà có vẻ là đội tuyển Tây Ban Nha họ không có lối đá chặt chẽ, và có thể là họ đá hay hơn tuyển Anh. Và con cũng nghĩ là đội tuyển Tây Ban Nha sẽ thắng, nhưng mà con sẽ ủng hộ đội tuyển Anh. Con đang quay trở lại về phía nhà của mình thưa quý vị. À đây là ba của con đã mua đồ ăn sáng và trở về nhà.
Dạ thì cái, dạ thì cầu thủ yêu thích nhất của con là Jillian Rice với Jude Bellingham. Đó là hai cầu thủ mà con yêu thích nhất. Tại đội tuyển Anh. Giờ thì con đang quay trở lại với khu phố của mình. Ồ, có thể là những cái chiếc xe khách và những chiếc xe taxi đang thi nhau đậu đổ đây đón khách. Giờ thì con sẽ quay về trở lại với khu phố của con, thưa quý vị và các bạn. Thì ngày hôm nay thì buổi sáng thì con cũng không biết làm cái gì, cho nên con đi quay một cái buổi mà do con tự con quay luôn tại thành phố Nha Trang, và cụ thể là cái khu hẻm nhỏ của con. Có thể là đây là video đầu tiên của con, và ba của con nói là lang thang Nha Trang con á. Và nếu như quý vị thích cái video này thì có thể cho con một lượt like, một lượt đăng ký, và mong quý vị sẽ ủng hộ con nhiều hơn và ủng hộ ba của con nhiều hơn, cho con được làm YouTuber. Và con đã quay trở lại nhà của mình rồi. Yes sir. Dạ thì đó là cái video đầu tiên mà con tự quay, thì con mong quý vị có thể hưởng, nếu như quý vị mà thích thì quý vị có thể hưởng ứng nó một cách bằng một lượt like, một lượt đăng ký. Dạ thì con cũng xin kết thúc video tại đây. Dạ xin chào quý vị, ông bà cô bác, chúc chào.